Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung kính chư tôn đức tăng ni quan lâm chứng minh cho buổi thực tập hộ niệm hôm nay. Chúng con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con xin kính chào toàn thể chư vị đồng tu trên toàn thế giới. Để bắt đầu cho buổi thực tập hộ niệm hôm nay, chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể đại chúng. Chư tổ đã dạy rằng tu hành trong thời mạt pháp này, chỉ có tu theo pháp môn niệm Phật mới mong được thành tựu. Mà hộ niệm chính là pháp môn niệm Phật được ứng dụng cụ thể, chính xác, đúng lúc, giúp người lâm chung vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là nhân, hộ niệm là duyên, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, viên thành Phật Đạo là quả. Đạo lý này chúng con đã được nghe lão cư sĩ nhiều lần nhắc nhở. Hôm nay, tất cả đồng tu trên toàn thế giới lại vân tập về đây để học và thực hành pháp môn hộ niệm, hầu tạo duyên lành cho nhân niệm Phật trổ quả thành Phật. Chúng con cung thỉnh lão cư sĩ là vì đại chúng mà giảng nói cho chúng con về pháp môn hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bái bạch chư tôn phẩm tăng ni chứng minh, kính cùng chư ba má, chú bác, anh chị em, thực sự quán nguyện vừa mới nhắc cho Diệu Âm một cái tiêu đề hay vô cùng: niệm Phật là nhân, hộ niệm là duyên, thành tựu là quả. Nếu chúng ta phân ra ba cái nhân duyên quả này cũng rất là đúng. Trong quá khứ có nhiều vị niệm Phật là nhân, nhưng không gặp cái duyên hộ niệm, nên khi cuối đời, chính những người niệm Phật cả một đời vì thiếu cái duyên giúp đỡ trợ lực của đại chúng mà niệm Phật không được, quên mất câu A-di-đà Phật, nhiều cái chướng nạn xảy ra chập trùng, mà lúc đó trôi theo cái chướng nạn đó, đành phải mất phần giải thoát. Trong khi chư tổ thường hay nói rằng niệm Phật vạn nhân tu vạn nhân khứ, muôn người tu muôn người đắc. Nếu đúng ra lúc đó mà có cái pháp hộ niệm, có những người hộ niệm
đến bên cạnh mình giúp đỡ, nhắc nhở, giải quyết những khó khăn, thì nhóm này chắc có lẽ là chư vị cũng đồng ý với nhóm là người Việt Nam chúng ta đã có cái hiện tượng vãng sanh lâu lắm rồi, nhiều lắm rồi. Không biết gì ông nói như vậy chư vị có đồng ý không? Đồng ý không chư vị? Đồng ý. Thực sự đấy. Chính vì thế mà khi chúng ta biết được pháp hộ niệm, giờ này xin thành khẩn khuyên chư vị đừng nên đánh giá pháp hộ niệm quá ư là thấp nhé. Đừng nghĩ rằng là hộ niệm chỉ là một cái động thái đơn giản nhẹ nhàng là hỗ trợ cho một người lúc cuối đời thôi, là một coi là một việc Phật sự đơn giản đâu. Mà chúng ta nên cố gắng đưa cao cái phương pháp hộ niệm này lên, đưa cao những cái động tác hộ niệm này lên thành một pháp đại tu đi, thì chúng ta sẽ hướng được một cái ân huệ từ cái pháp đại tu này mà ta có cái đại thành tựu. Chư vị ơi, mỗi lần mà lên, trước khi lên đường Zoom thì ông thường hay nhìn qua những cái group hộ niệm. Hầu hết ngày nào em cũng thấy có hiện tượng vãng sanh đưa lên. Hay quá chư vị ơi, may mắn vô cùng. Không biết là em có nói như vậy thì chư vị ở trên đường Zoom này có thấy nôn lắm là làm sao mình sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Có không chư vị? Có thì giơ tay lên, vỗ tay lên. Phải không hả? Cái con bác Diệu An. Rõ ràng là mình thấy có nhiều người ra đi quá ư là bất khả tư nghị. Ấy thế mà chính đến giờ phút này em cũng nhận đến những cái tin tức báo rằng là hộ niệm thì có gì đâu mà hay, hộ niệm có gì đâu mà vi diệu. Quan trọng là làm sao chính mình niệm Phật cho nhất tâm, làm sao chính mình giữ được tâm thanh tịnh. Xin thưa với tất cả chư cô bác rằng niệm Phật nhất tâm, không có một người hộ niệm nào mà chống đối mình niệm Phật nhất tâm. Niệm Phật để cái tâm thanh tịnh, không có một người hộ niệm nào nói niệm Phật đừng có nhắc, đừng có thanh tịnh làm chi. Tất cả những người biết tu hành đều tôn trọng, đều quý báu những cái trạng thái này. Nhưng mà trước đây có một người hỏi một vị pháp sư, dạ bạch thầy, nếu mà lúc cuối cùng con không được nhất tâm thì sao? Thầy đó nói, không được nhất tâm thì nhờ đến hộ niệm. Vị đó mới giật mình, tỉnh ngộ. Rõ ràng chính mình niệm Phật cũng cố tình nhất tâm mà 20 năm qua chưa được nhất tâm. Thì làm sao mẹ mình được nhất tâm? Làm sao cha mình được nhất tâm? Rồi vợ con anh em láng giềng của mình rất nhiều người cũng niệm Phật đó, làm sao tìm ra một người nhất tâm? Chính vì sớ nghĩ rằng là hộ niệm đâu có cần thiết gì, quan trọng là mình nhất tâm là được. Nhưng mà chính rằng là mỗi người chúng ta lên đường Zoom này từ 3 năm nay chúng ta cố gắng nhất tâm mà nhất tâm không được. Phải không các cụ? Thực sự khó lắm đấy chứ vậy, không phải nhất tâm được đâu. Không phải thấy một ngài Thiện Đạo Đại Sư, ngài niệm Phật đến nhất tâm bất loạn.
Đến nỗi mà khi nhập tháp rồi và thân xác của Ngài một năm sau vẫn còn tươi nhuận, tóc tai vẫn dài ra, vẫn không thể thấy một cái vị đại sư các Ngài ngồi ra đi thanh tịnh vô cùng, an nhiên tự tại vô cùng. Mình tưởng là mình cũng được như vậy. Không đâu chư vị, các Ngài toàn là Bồ Tát thị hiện cho chúng ta, còn chúng ta là phàm phu. Phàm phu thì còn thị hiện gì nữa không? Chỉ khoe người ta cái phàm phu tệ lậu nhất. Chính vì thế mà nếu thực sự chúng ta là một vị đại Bồ Tát rồi, chúng ta có quyền nói những lời cao siêu. Còn nếu thực sự xét lấy mình, các cụ ơi, là hàng phàm phu, bị có nhiều cái sơ suất trong đường tu, thì hãy mạnh dạn nhận lấy mình là phàm phu đi, nhận lấy mình là tội chướng sâu nặng đi, rồi chí thành chí kính khiêm cung niệm Phật đi, và quyết lòng nhờ vả nhau đi chư vị. Niệm Phật là nhẫn, nhờ vả người tới hộ niệm là duyên, để sau cùng mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là quả. Cho nên lời nói của anh MC Quán Nguyện hay vô cùng. Nhân duyên hợp lại, chúng ta từ trong vô lượng kiếp quá, chư vị biết rằng là đời này mà chư vị chắc tay niệm Phật, thành khống niệm Phật là do cái nhân lành của mỗi người chúng ta trong nhiều đời kiếp trong quá khứ đã niệm Phật tu hành căn lành lớn lắm rồi. Bây giờ mới tin được mà quyết lòng đi đấy. Tại sao trong đời trước mình không vãng sanh đi? Tại sao đời trước trước nữa mình không vãng sanh đi? Niệm Phật muôn người tu muôn người đắc, mà tại sao bây giờ rớt lại đấy, tiếp tục mặc áo tràng, còn đi bồn móc từng cậu A-di-đà Phật, mà còn sợ rằng cuối đời làm không được nữa? Sở dĩ là tại vì đến khi cuối đời nghiệp chướng ứng hiện, ta địch không lại nghiệp chướng, chư vị ơi. Nghịch duyên ứng hiện, ta địch không lại cái nghịch duyên đó, chư vị biết không? Oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp dồn lại công phá, ta chịu không nổi. Phiền não chập trùng, khổ đau dày đặc, nó choáng hết tất cả ý niệm của ta rồi, không còn con đường nào khác. Đành rằng chúng ta phải than than thở thở và theo nghiệp thọ nạn. Trong khi chính Đức Thế Tôn đã thấy rõ ràng hàng phàm phu không cách nào có thể đối địch với nghiệp chướng, thành ra Ngài bày cho một cái phương pháp tuyệt vời, một cái pháp phương tiện vô cùng vi diệu, là vượt qua nghiệp chướng, bước trên nghiệp chướng đi về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Rõ ràng không phải mất công diệt nghiệp, mà chỉ lấy cái lòng thành niệm Phật trở về Tây Phương. Chính vì vậy mà trong lúc cuối đời, chỉ cần có người hộ niệm vững vàng, nhắc nhớ rõ ràng, chúng ta thành tâm lắng nghe họ mà niệm được câu A-di-đà Phật, là ta đang ngang nhiên bước qua nghiệp chướng. Chỉ có một chút này thôi mà biết bao nhiêu người thành tựu đạo quả. Chỉ vì sơ ý quên một chút này thôi mà biết bao nhiêu người tu hành niệm Phật sau cùng bị rụt rơi, đành phải chấp nhận đầu hàng nghiệp chướng, để cho nghiệp chướng làm chủ, kéo mình xuống trong tam đồ ác đạo chiều nào. Mong chư vị phải nhớ cho nên mỗi lần nói gì âm tha thiết nói rằng là hãy quyết lòng bảo vệ lấy nhau, kết nhóm với nhau, cùng nhau hỗ trợ, thì ta có nhiều hy vọng được thoát.
thoát lấy. Nếu người nào sơ ý cứ cho mình là tự mình làm được, thực ra là tự mình làm được trong lúc còn khỏe, còn tự mình làm được trong lúc mà bốn bề thọ địch, thân xác thì xuống cấp rồi, thân xác thì tê bại rồi, yếu lắm rồi, tâm hồn thì mê mê tỉnh tỉnh, rõ ràng không biết đâu là đúng đâu là sai, toàn bộ từ tâm tư thân đã tan hoại hết trơn rồi. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng tự mình làm không được. Mong cho chư vị hiểu được như vậy. Khi tin rồi thì phải tin cho vững lên, nhờ cái vững này mà được Phật lực gia trì, chư vị được chư thiên long hộ pháp yểm trợ giúp đỡ cho, được đồng tu hỗ trợ trực ta đi về Tây Phương. Bởi cái dạng là nhờ vả đây, được người giúp đỡ đây, thực sự chúng ta đã thực hiện đầy đủ tông chỉ của pháp nhĩ lực đó chứ vậy. Nhĩ lực là nhờ vả đấy, nhất định thấy mình yếu phải nhờ vả người giúp sức thì ta được bản thân. Mong các cô, các bác, các chú vững vàng, quyết lòng, thành tâm, khiêm cung từ ái để được sự giúp đỡ trọn vẹn của đồng tu. Ta về Tây Phương thành đạo trước nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân những lời hướng dẫn của lão cư sĩ. Nhờ những chỉ dẫn của lão cư sĩ, chúng con đã nhận ra mình có quá nhiều điều sơ suất, và chúng con xin ghi nhớ những lời dạy của lão cư sĩ để một đời này chúng con tránh khỏi những sơ suất và biết rõ con đường trực chỉ Tây Phương vãng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.